Mở tay ra, mở tay ra, mở tay ra. Cố lên, kiên trì. Được, tốt, tốt. Tốt đó. Vượt qua thử thách này lại là một thế giới mới. Tốt, cố lên. Huấn luyện viên, chị cứ tập trước, tôi qua kia xem. Tốt, điều chỉnh hơi thở. Làm như chị là báo chi phí giả đấy. Tổng cộng 23 tệ. Tôi báo chi phí giả gì chứ? Không sao không sao. Bỏ quá đơn này đi là được. Không được, một đồng cũng là tiền của công ty. Hôm nay không nói rõ chuyện này thì chẳng phải quy định chế độ của công ty chỉ đặt ra cho có thôi sao? Là thế này, tôi nói với khách hàng rồi, nhận rồi mới trả tiền. Hơn nữa trước giờ đều là chúng tôi trả. Công ty chuyển phát không nói với chúng tôi khách hàng đã trả tiền, nên tôi mới đến báo cáo chi phí. Ý chị là lỗi của người giao hàng phải không? Chị Phó, đi tra mã số nhân viên của người giao hàng rồi khiếu nại cậu ta. Không cần, nhất định phải khiếu nại. Bỏ đi, không được bỏ qua, phải truy cứu đến cùng. Vậy cô truy cứu đi, là sai sót của tôi chịu. Muốn phạt tiền tôi hay sa thải, tùy cô. Bây giờ ở cả công ty, tôi chỉ còn một người bạn tốt là cô. Chúng ta từ chức đi. Tôi cũng không thể ở lại nữa rồi. Hay là qua Tết chúng ta cùng từ chức đi. Không, tôi còn cổ phần nữa. Nhìn bộ dạng công ty thế này, cô cảm thấy còn niêm yết được không? Chắc chắn phải được. Cô thiếu chút tiền này hay sao? Tôi thiếu lắm. Cuộc đời tương lai của Lý Anh Nam tôi đều trông chờ vào 200.000 cổ phần này. Tôi xin cô đấy, cùng tôi ở đến lúc niêm yết đi. Huấn luyện viên, có người ngất xỉu. Chị ơi, chị Lý. Chị ơi, mau đứng dậy. Chị sao rồi? Có lẽ tôi, chắc tôi bị tụt huyết áp rồi. Vậy chị nghỉ ngơi đi. Nhóm những người nghỉ việc rồi lại đi làm. Ôi trời ơi, vẫn chưa nghỉ việc mà mấy người lập nhóm nghỉ việc làm gì? Chỉ có cô mê tính thôi, tôi thì chẳng sao cả. Tiểu Hạ cũng ở trong đó đấy. Tiểu Hạ, thêm vào danh bạ, kết bạn. Tôi là Lý Anh Nam trong nhóm những người nghỉ việc rồi lại đi làm. Chị không sao chứ? Không sao, không sao đâu. Lúc nãy tôi sơ suất quá, xin lỗi chị. Không sao đâu, chị sẽ không khiếu nại tôi chứ? Tôi mà khiếu nại thì cô sẽ mất việc mất. Không thể mất việc được. Đúng, cô không thể mất việc, tôi cũng không thể mất việc. Chúng ta ai cũng không được mất việc. Cảm ơn chị.